Xin chào anh chị đã quay trở lại kênh Bất Động Sản Dũng Villa nha. Hôm nay em sẽ quay một căn nhà phố chính chủ có gửi em bán, tọa lạc tại trục đường Hoàng Trọng Mậu, khu dân cư Kim Lam, phường Tân Hưng, quận 7 nha anh chị. Căn nhà thì là cách với đường Nguyễn Thị Thập, con đường sầm uất nhất ở quận 7 khoảng 100m nha anh chị. Theo hướng tay em chỉ là con đường Nguyễn Thập. Căn nhà này giao bán có các thông tin cơ bản như sau: tổng diện tích đất công nhận là 100m, trong đó bề ngang là 5m và bề dài là 20m nha anh chị. Căn nhà được thiết kế một tầng hầm, một tầng trệt và 4 tầng lầu nha. Đây là đường trước nhà nha anh chị. Căn nhà đang cho thuê được giá là 60 triệu trên một tháng nha anh chị. Và giá đất được chào bán tại tháng 9 năm 2024 là 39 tỷ đồng nha. Căn nhà này thì là cách trường ba trường đại học lớn của quận 7, đó chính là trường đại học Gia Mít, trường đại học Tôn Đức Thắng và trường đại học Cảnh sát Nhân dân.